Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau khi Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, có khoảng 1 triệu người Việt đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Hàng trăm ngàn đồng bào vượt biên đã bỏ mạng trên hành trình vượt biên. Họ nằm xuống ngay trên cửa biển trong lòng sông của đất nước mình. Họ phơi xác trong rừng sâu, ngã mình âm thầm trên đảo vắng. Họ nằm xuống bệnh viện vì đói khát, vì bọn tham vàng đẩy người ra biển, vì bị bắn để phi tang, vì phong ba bão tố, vì tàu hỏng máy, tàu đi lạc hướng, vì hải tặc Thái Lan tấn công và sát hại. Và còn biết bao nhiêu cô gái bị bọn hải tặc nhốt trên hoang đảo hoặc bị bọn buôn người đày ải. Họ là những người yêu chuộng tự do. Họ chạy trốn chế độ cộng sản trong thời kỳ đất nước điêu tàn tang thương nhất sau năm 1975. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 40 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì hết nước, hết lương thực sau 2 tuần. Thì gặp tàu hải tặc Thái Lan chúng cướp của và đục thuyền chìm để phi tang bằng chứng tội ác của chúng. Bắt hết gái trên thuyền để bán vào ổ chứa. Chỉ có một cô tàu thoát và được đưa sang Hoa Kỳ định cư. Câu chuyện có tiêu đề Ánh mắt buồn của biển Đông dậy sóng. Tác giả Nguyễn Hoàng Hôn. Mời quý thính giả lắng nghe. Cái quá khứ hải hùng năm xưa, dù nhiều lần tôi chối bỏ, muốn quên đi, vẫn thỉnh thoảng trở lại trong tôi qua những cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy đã làm cho tôi ủ ở kinh sợ với mồ hôi toát ra ướt đẫm cả thân người. Tôi không bao giờ có thể quên được ngày thứ ba hôm đó, trời âm u với những cơn mưa như trút nước. Tôi cùng duy tay trong tay với niềm chan chứa hy vọng sẽ được con tàu mẹ nhỏ mong manh do cha mẹ chúng tôi gửi gắm mang hai đứa con thân yêu đi tìm tự do, đến được một bến bờ nào đó an toàn, gửi một bức điện thư về báo tin mừng. Duy hơn tôi 3 tuổi năm đó, Duy 20, tôi 17. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Không biết ai đã nói câu đó, nhưng với tôi thì tôi chỉ là một cô bé yếu đuối. Duy chăm sóc cho tôi từng ly từng tí, chúng tôi là bạn cùng xóm. Ba mẹ chúng tôi đã có lời định ước cho hai đứa khi mẹ tôi sinh ra tôi. Chúng tôi lại hợp nhau chơi với nhau từ nhỏ. Khi tôi gần xong trung học thì Duy đã đi dạy học thêm ở một trường trung học và đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Luật Khoa. Vì tương lai của hai đứa, ba mẹ chúng tôi đành phải gạt nước mắt cho chúng tôi ra nước ngoài sau khi tổ chức lễ định ước thật vội vàng cho chúng tôi. Chuyến đi lúc đầu thì trọt lọt, nhưng càng lúc càng thấy rối rắm khó khăn. Trước hết là máy tàu bị cuộn lưới không quay cảnh quạt được, phải sửa hết gần nửa ngày với hai người thi nhau lặn xuống nước để tháo gỡ những sợi dây chằng chịt dính trong đó. Đi thêm 3 ngày nữa, khám phá ra mấy thùng nước ngọt dự trữ không hiểu sao ai đó vặn lỏng nút đậy, nước chảy hết ra ngoài, thế là người ta không còn được uống. Khỏi nói thì ai cũng lo âu, chỉ biết chắp tay cầu trời khẩn Phật ra tay tệ độ. Trên tàu có hơn 40 người, khủng hoảng đã xảy ra khi 3 ngày sau đó đứa con gái của bà kia rủ lên những tiếng kinh dị vì quá khát. Tinh thần mọi người lúc đó bất an, bị tiếng hét của cô gái đó càng làm cho bận loạn thêm. Duy ôm tôi thật chặt trong tay, dù sao tụi tôi cũng còn vài trại chăn trong túi sách có thể cầm cự được vài ngày, nhưng đây là một điều nguy hiểm. Vì nếu có ai thấy, họ dám giết chúng tôi để cướp máy trại chăn như chơi. Chắc cũng có một số người trên tàu có dẫu đồ ăn riêng như chúng tôi, nhưng ai dạy gì chia sẻ lúc này. Biết tình hình ngày mai sẽ ra sao, không ai dám ăn nhiều vì ăn vào thì khát nước,
Thức ăn thì cũng sắp cạn vì chị chuẩn bị chuyển đi có 2 tuần. Người ta cầm cự bằng cách ăn cam, ăn chanh, ăn bưởi. Thuyền của chúng tôi gặp rất nhiều tàu lớn, nhưng những tàu đó cuối cùng đều chạy rất xa. Vài ngày sau nữa ai nãy đều lừ đừ, bây giờ thì vừa đói vừa khát. Mẹ của cô gái hẹn ngày hôm qua đã phải cắt tay dọ máu vào miệng cho cô đỡ khát. Một vài người cũng bắt chước cắt máu dọ vào miệng cho con mình. Người ta cầu cho mưa xuống, mưa mà xuống lúc này thì đỡ lắm vì chủ tàu đã chuẩn bị mấy tấm ván hứng nước mưa dự trữ. Nhưng mưa chưa xuống dù bầu trời đen nghịt. Ngồi cạnh tôi một ông bố ôm đứa con gái nhỏ trên tay với khuôn mặt hốt hoảng thống khổ. Con bé đã nhắm nghiền 2 con mắt mệt lạ vì thiếu nước uống, nói mê sảng: "Bố ơi, con chết, bố đừng ăn thịt con nghe bố." Không biết con bé đã nghe những điều này từ đâu, có thể từ những chiếc thuyền vượt biên khác đã xảy ra thảm trạng đau lòng này. Tôi run lên từng cơn, không phải vì lạnh mà vì đói. Đói mà chỉ có vài giọt chanh vào miệng càng xót ruột hơn. Duy thì chịu đói giỏi hơn tôi. Duy ôm tôi thật chặt trong 2 tay. Cố sức tôi ngồi tựa vào người Duy để tỉnh táo hơn. Duy sợ tôi ngủ. Ngủ rồi không thức dậy là điều mà Duy sợ lắm. Người đàn ông nấc lên từng hồi. Ông xoay qua Duy rồi bất chợt chắp tay vẫy Duy mãi cãi: "Tôi lạy cậu, cậu làm ơn cho tôi xin một ít nước tiểu cho con tôi uống, không cháu chết mất." Duy lụm tụm nhìn ông: "Mấy ngày rồi có giọt nước nào vào bụng đâu, rồi làm sao mà đại?" Tôi thều thào: "Ráng thử đi Duy." Duy xoay qua một bên cầm cái ly cúi xuống. Một lát Duy quay ra lắc đầu: "Anh không thể làm được." Người đàn ông thất vọng, ông nói to hơn: "Xin những cậu con trai trên thuyền chẳng còn nước đãi mà cho." Ông khóc mà khuôn mặt biểu mạo, không một giọt nước mắt nào chảy ra. Tôi chỉ còn một nửa trái chanh cuối cùng, nửa trái chanh đã vắt nước gần hết. Nếu tôi cho cô bé vài giọt thì cũng tốt, dù không biết có cứu sống được cô bé không. Rất mệt nhọc tôi bỏ tay vào túi thì chiếc thuyền lắc nhẹ càng lúc càng mạnh hơn. Ở trên lại la to có tàu, mọi người vui mừng như muốn đứng dậy để nhìn, dù sức khỏe họ không cho phép. Lát sau một cano chạy lại gần thuyền chúng tôi. Đó là một chiếc tàu của nước Nga. Khi biết chúng tôi cần thức ăn nước uống, họ tiếp tế cho những thứ chúng tôi cần. Sau đó họ đi thẳng mặc cho lời van xin cầu cứu của những người trên thuyền. Ngày hôm sau ai nấy đều có vẻ khỏe hơn vì được ăn chảo uống nước từ tối hôm qua cho đến sáng. Tôi cũng đỡ hơn nhưng còn rất mệt. Dù vậy tôi cũng cố ngồi lên để đón những ngọn gió biển mát mẻ giữa đại dương xanh thẳm, không biết đâu là bến bờ. Chủ ghé cho biết còn vài ngày nữa là đến Mã Lai, tương lai của chúng ta có tươi sáng rồi, bà con ơi. Ai nãy đều phấn khởi. 2 bố con ngồi cạnh tôi thì da mặt cô bé đã có vẻ tươi hơn một chút. Cô gái có tiếng hét lanh lảnh ở góc kia bây giờ ngu ngơ cười một mình. Hình như có cái gì không ổn trong đầu cô rồi. Còn bao nhiêu người trong kia mà tôi không biết mặt. Cả tôi và Duy nữa, tội nghiệp cho Duy, cái gì cũng nhìn cho tôi mà không than thở một lời nào. Nhìn Duy đang ngủ ngon lành, tôi chợt thấy thương Duy hết sức. Mới hơn 2 tuần mà Duy ổn hẳn đi. Không chỉ mình Duy, tất cả mọi người trên thuyền hình như ai nãy đều hấp hạp thấy rõ. Qua một đêm bình yên, giờ thì mọi người gần như lại sức nặng rỡ lên cao. Tôi ngước mắt tìm cho ra một cảnh chim trời. Không có bầu trời xanh ở phía trên, ở phía dưới nước cũng xanh. Người ta nói có thấy chim thì mới mong tới gần đất bằng. Chừng nào chúng tôi mới đến được đất bằng thì chủ ghe lại reo lên: "Có tàu." Mọi người vui mừng sắp được cứu rồi. Duy ôn tôi: "Mình sắp đến bờ tự do rồi Hoàng ơi." Chúng tôi ngọn về chiếc tàu.
Nhưng tôi thấy ông chủ ghé biển sắt, ông xua vợ con xuống hầm thuyền hải tặc. Tụi nó có súng đi xuống mau, trẹt đồ dơ lên người. Rồi ông xoay qua chúng tôi, coi chừng thuyền hải tặc đó bà con ơi. Người ta nhộn nhạo lên, ai nảy mặt mũi tại nhợt. Người thì lo cất giấu nữ trang vàng bạc, kẻ thì la lỗi phải đối phó làm sao. Duy kẹo tôi đến bên nồi cơm trên bếp, lại nhỏ nồi chặt trùm lum lên tay lên mặt tôi, rồi trà lan tràn trên da một cách vội vã. Duy thì thầm: Hoàng làm bộ bình nặng nghe không, nằm úp mặt xuống đừng cho tụi nó thấy. Vài cô gái trên tàu cũng được cha mẹ làm y như Duy lo cho tôi. Mọi người run rẩy chờ đợi tai họa tiện đến. Chiếc tàu sắt cập sạc ghe của chúng tôi, mấy thằng hải tặc thật kinh dị, khuôn mặt chúng bọng lại và đen thui. Đứa nào đứa nãy bắp thịt cuồn cuồn, rất khỏe mạnh như những con trâu nước. Chúng nhảy sang ghe tị nạn, tay lăm lăm khẩu súng. Đàn ông bị lùa ra sau, đàn bà người nhỏ một góc, con gái một góc. Mấy cô gái cỡ như tôi khóc như ri. Đợt đầu chúng thu nhặt tất cả tiền bạc vòng vàng sau khi khám xét thực kỳ trên từng thân thể con người. Có thằng mất dạy vừa khám vừa bóp mông ngực con gái mấy bà rồi cười hô hổ, khiến ai nãy bất mãn ra mặt mà không dám nổi. Tôi giả bộ đâu cũng bị một tên lôi dạy, tên này có lẽ là chúa đàn nên thầy hẳn hay ra lệnh cho tụi kia. Hắn bắt tôi đứng thẳng trước mặt hắn, rồi đưa tay kẹo ảo tôi xuống, bộ ngực thanh tân của tôi hiện ra. Tôi xấu hổ lại tay ghi chiếc ảo ngực lại, thì hắn chĩa súng vào đầu. Phía sau tôi, mấy cô gái trên tàu cũng bị bắt cỡ trần truồng tòng ngòng đứng đỏ khóc mặt và che thân. Gia đình và những người bà mẹ các cô khóc lóc van xin những tên cướp lành mặt như tiền. Mấy tính khốn nạn này nếu tôi đoán không lầm thì chúng bắt chúng tôi thoát y để lừa cô nào ưng ý nhất bắt đem theo đây mà. Không, tôi không để cho chúng làm nhục như thế này được. Tôi cảm thấy tức tối khi bị xúc phạm. Tại sao mấy cô kia lại im chịu cho hắn làm nhục chữ khi hắn đưa khẩu súng hạ xuống để hất cái quần tôi đang mặc? Thì tôi nhào vô người hẳn cặn đậm lung tung. Cùng một lúc Duy ở phía cuối ghe cùng chạy xong vào tụ tôi. Mấy tên trong bọn nhảy vào trận, Duy bị một tên quất một bạn súng ngay đầu, Duy gục xuống. Còn bị bọn chúng đánh đập tàn. Nhưng trong lúc tôi hét lên đau đớn: Trời ơi Duy, Duy! Sau cùng bọn cướp vứt xác Duy xuống biển. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Duy là thân xác chàng mẫu mé cùng khắp bồng bềnh trên mặt biển từ từ trôi xa. Tôi gào lên muốn giết hết bọn chúng. Nhưng tôi không phải là gãi 17 bẻ gãy sừng trâu. Bọn chúng được có súng và đóng quả. Chúng đè tôi xuống lột quần tôi ra dù tôi phản ứng dữ dội. Có tên dừng quả vung tay tỉnh đánh vào mặt tôi trả thù khi tôi cặn vào tay hẳn. Thì tên chủ đạn ngăn lại. Bọn chúng nói với nhau bằng thứ tiếng gì tôi không hiểu. Sau cùng hẳn trói tôi lại bằng sợi dây dù mà chúng mang theo từ tàu của chúng qua. Nước mắt tôi chạy dài khi nghĩ tới Duy, chàng còn sống hay đã chết. Làm sao chàng sống nổi với trận đòn trị tử của bọn khốn nạn này? Lúc đó bọn cướp biển vẫn tiếp tục lôi những cô gái trên ghe ra đọa đầy. Có đứa con nhỏ cũng bị hành hạ tận tình. Nước mắt tôi biến thành một lòng căm hận và tôi như hóa đá. Sau đó mấy người con gái bị bắt qua tàu bọn cướp trước khi rời thuyền tị nạn. Bọn chúng còn đục thủng vài lỗ cho nước tràn vào với những trận cười ha hạ trước khi quay thuyền đi. Những ngày linh đinh theo bọn cướp trên thuyền, không nói gì thì cũng biết chúng tôi là những người mang lại niềm vui thể xác cho bọn chúng. Riêng tôi được cái may mắn là người tình của chúa đàn. Tên chúa đàn dù hẳn yêu thích tôi, chiều chuộng tôi, nhưng hẳn đâu có biết rằng trong thâm tâm tôi thù hẳn tận xương tủy. Tôi nghĩ đến Duy, nghĩ đến con bé với khuôn mặt thiên thần của nó. Tôi nghĩ đến lúc bọn chúng lột quần áo tôi. Niềm căm thù của tôi dâng cao như ngọn sóng thần.
tôi phải giết bọn chúng mới hạ giận, tôi phải trả thù cho nhân vật tôi, chúng đã ăn cướp hãm hiếp, còn giết người không gượm tay, con bé cạnh tôi không biết giờ ra sao, phải mất một tháng tôi mới biết cách bắn súng như thế nào. Tôi phải nhìn cách tên chủ đạn lấu súng, bỏ đạn vào lấy đạn ra lên nòng, tôi biết giờ ăn giấc ngủ của tụi chúng. Tôi biết tôi phải làm gì, tôi sẽ hành động một mình. Được một tên chủ đạn cho lên đất Thái chơi vài lần, tôi biết cách gọi taxi bằng tiếng Thái, học lọt bọn vài câu Thái Lan, quen biết vài người ngoài chợ nhờ mua thứ mình cần. Thế rồi một ngày phải đến khi thuyền vừa cập bến đất Thái Lan, tôi mời chúng buổi chiều ghé lại thuyền ăn cơm do tôi đãi, chúng vui vẻ trở lại chiều đó. Những cô gái bị bắt cùng với chúng tôi đã bị chúng đem ra những nhà thổ bản. Tôi là người may mắn nhất trong 10 cô, chuyện đến phải đến. Các tên cướp biển đã bị tôi cho thuốc mê nằm ngủ như chết. Tôi định giết chúng bằng khẩu súng có sẵn trên thuyền, nhưng rồi tôi cảm thấy tôi không nên bạo động như thế, hại cho đời tôi. Ba mẹ tôi và ba mẹ chàng đang đợi chúng tôi ở quê nhà. Ra phố không quên lại theo những bằng chứng cướp của giết người của bọn chúng. Tôi đi tìm những người Việt Nam sinh sống ở đây để kể đầu đuôi câu chuyện và xin giúp đỡ. Máu chảy ruột mềm, tình đồng hương thắm thiết. Tôi đã được giúp đỡ tận tình, được cả báo chí ngoại quốc phỏng vấn, được đưa qua Mỹ định cư là vì trường hợp đặc biệt, vì ước muốn của tôi là được đến Mỹ. Bọn cướp đã bị bắt, chúng sẽ phải đền tội thiên nhung bất gian. Tôi rất tin tưởng điều đó. Trong những ngày còn ở Thái Lan, tôi đã tình nguyện đi tìm những người con gái bị hải tặc đem bán cho các đồng mại dâm tại Thái Lan. Cũng không ít con gái Việt Nam trong những nơi này, tôi cũng đi vào các trại tị nạn để tìm cho ra những người đi cùng tàu của tôi, hỏi thăm về Duy, người yêu quý của đời tôi. Cuối cùng thì tôi không gặp được ai cả. Những người đó đã đi về đâu? Hay họ xuất trại hoặc trôi dạt đi một trại tị nạn nào khác? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết, và không bao giờ tôi muốn nghĩ rằng con thuyền tị nạn nhỏ nhoi mỏng manh đi tìm tự do có hai chúng tôi trên đó, chính mắt tôi thấy đã bị bọn cướp đục lộ cho được tràn vô, để tàu chìm giữa đại dương dễ dàng phi tan những tội ác của chúng gây ra mà không ai biết. Không hề có một bằng chứng nào để tố cáo, bây giờ chỉ còn mình tôi và chính cô gái bị bắt. Số phần lẽ ra ở trong nhà thổ làm nô lệ tình dục suốt đời, may mắn được cứu sống, tương lai có thể sẽ được sáng sủa. Còn tất cả những đồng bào đi chung trên chuyện ghe, mục đích tìm hai chữ tự do, trong đó có Duy và tôi, đã biến mất tâm mất tích, như chuyện đời xưa, như một cơn ác mộng dịu dàng. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 40 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì hết nước uống, hết lương thực sau 2 tuần, thì gặp tàu hải tặc Thái Lan chủ cướp của và đục thuyền chìm để phi tang bằng chứng tội ác của chúng. Bắt hết gái trên thuyền để bạn vào ổ chứa, chỉ có một cô tàu thoát và được đưa sang Hoa Kỳ định cư. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.